Dạ thưa quý vị cô bác anh chị, chuyến đi này rủ theo chàng tiên cá quá là ăn hại. Sau khi chàng tiên cá nhảy lên bờ thì nước văng vô trong cái hộp điện, nên bây giờ cái hộp điện nó bị khùng rồi. Bây giờ hết te cá được rồi ạ. Để bây giờ nắng cho nó nữa hả? Thôi tắt đi. Hư là cậu chịu á nha. Tắt đi. Giờ lâu lắm. Dạ em nói anh này là bây giờ mình để cho cái máy nó nghỉ ngơi luôn đi. Rồi hồi rồi ta tiếp. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh anh ấy vẫn cố gắng. Dạ. Thì đi te điện thì chỉ cần nó bị vô nước thôi là nó sẽ bị hư liền. Nên cái nghề te điện này thì nó cũng có cái nghiệp, đó là cái cục đó dễ bị hư. Dạ.